Hello, xin chào các bạn nha. Và mình là Gaming Gaming đây. Ok, thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên chúng ta sẽ cùng nhau đi phượt nha các bạn. Và lần này mình sẽ chơi nhân vật Chrono ha. Đi chung với mình thì sẽ có Kelly nữa nha. Tụi mình sẽ đi phượt trên con Kawasaki Z1000 nha các bạn. Và địa điểm đến ngày hôm nay đó chính là ngọn núi Chilas nha. Ngọn núi phải nói là cao nhất trong game GTA 5 luôn các bạn ơi. Rồi ok, lên xe thôi Kelly. Đó, các bạn nghe tiếng máy đã ghê chưa? Lên đầu luôn các bạn ơi, lên đầu luôn. Ê, ê trời ơi, trúng trụ điện rồi. Mình lên cho con Kawasaki Z1000 này cái màu sơn xanh bơ luôn nha các bạn. Cái màu sơn đặc trưng của các dòng xe Kawasaki ha. Để mình xem rồi mình đổi cho các bạn ơi. Mình phải đổi sơ sơ lận cho nó mạnh, chứ nếu không nó yếu lắm. Vehicle mode nè. Energy tăng lên 4 luôn các bạn ơi. Thắng tăng lên 3. Đó. Năng hạ gầm không được ta. Đây là tăng độ trâu bò cho xe nè các bạn. Turbo, đèn LED. Rồi. Không được một mũ hiểm luôn hả? Trời ơi. Chrono với Kelly chịu chơi vậy? Cái gì vậy anh trai? Cái gì vậy anh trai? Ơi, mình nhầm rồi các bạn ơi. Trời ơi, tự nhiên đánh Kelly. Ơi, mình quên các bạn. Nếu như mà mình đi xe một mình vậy nè, là mình đạp là thế nào mình cũng đạp ngoài sau lưng mình à. Giống như hồi đợt đó mình chở bạn gái của mình đi chơi đó các bạn. Kỳ vậy ta, còn anh trai này. Ơi, ảo thuật à, ảo thuật với mình nè, ảo thuật với mình nè. Để mình chạy ra khỏi thành phố đi các bạn. Rồi mình sẽ gọi Kelly ra sao ha. Chứ bây giờ mình đạp người ta không được các bạn ơi. Buồn ghê luôn á. Buồn ghê luôn, buồn ghê luôn, buồn ghê luôn. Cái bản mod này á, nếu như các bạn thích á, thì mình sẽ để cái đường link ở dưới ha. Và có một số bạn đã hỏi mình là làm thế nào để đốt lốp. Thì các bạn nhắn phím W và phím S ha. Đây các bạn, nè, đốt lốp nè. Xe bốn bánh cũng như luôn các bạn ơi. Còn lên đầu thì chỉ có xe mô tô mới lên đầu được thôi nha. Lên đầu thì các bạn cứ chạy bình thường. Và các bạn bấm phím số 5. Đây các bạn, lên đầu nè. Tay lấy lũa, tay lấy lũa. Ui, cái gì vậy? Cái đoạn đó mình không biết sao tự nhiên té luôn ta. Ok vậy. Cái đoạn đó mình nghĩ nó khá là ok các bạn. Tự nhiên đến chỗ đó lại té. Không hiểu luôn. Ơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây các bạn, lên đầu nè. Tay lấy lũa cho Chrono nha. Ui, trời ơi. Nhưng mà một khi mình đã lên đầu rồi các bạn thì mình bẻ lái không được đâu. Đây các bạn coi nè. Chạy đâu? Úi da, mình nhầm. Chạy đi đâu? Chạy đâu? ngồi dậy. Chạy với mình nè. Cái bản mod này đúng hài luôn các bạn ơi. Cái gì vậy? Rớt cái bánh tên hết luôn. Chạy đi đâu? Ô, chạy được hả? Chạy đi đâu với mình? Trời ơi, đạp không được các bạn ơi. Nó phải hên xui lắm á, mình mới đạp được ha. Chạy đi đâu? Ui da, trời ơi. Xe mô tô này các bạn. Đây. Xe mô tô. Đạp một phát một. Ngã sắp mặt luôn các bạn ơi. Chạy kìa. Cái gì vậy? Cái bản mod này nó tròn mắc cười sao các bạn. À, đạp rớt cọc tiền luôn. Đi đâu vậy ông chú? Đạp một phát một. Dính dính luôn các bạn ơi. Mình chỉ đạp được mô tô với lại người đi bộ thôi nha. Xe gì mình đạp không có được đâu các bạn. Mấy chiếc xe mà bốn bánh gì mình đạp không được đâu. Đây nè, có anh trai nè. Đeo khăn quàng cổ nè, nhìn thấy ghét. Đeo khăn quàng cổ nè. Rồi các bạn, bây giờ mình đã đến ngoài đây rồi. Mình sẽ gọi Kelly ra nha. Hồi nãy trong kia thì có khá là nhiều người á. Mà rất tiếc bản mod này các bạn ơi. Mình chở người đằng sau nè, mình đạp không được. Mỗi lần mà mình đạp á, là toàn trúng bạn của mình không à. Rồi, tấp vô đây luôn. Xuống xe, gọi Kelly ra thôi các bạn. Mình sẽ cho Kelly cầm cây búa báo giặc ha. Đâu rồi ta? Đây các bạn, cây búa báo giặc trong game GTA 5 nè. Cây búa này ở trong online á là các bạn phải làm nhiệm vụ nó mới có nha. Rồi, Kelly. Đó, vũ khí đâu? Đúng rồi, phải cầm cây búa báo giặc vậy nè. Ơi, mình nhầm. Rồi tiếp theo, phân lên. Rồi, delete. Ok, lên xe thay Kelly ơi. Ồ, để máy lên nghe đã cho các bạn. Bô của nó là mình chơi bô zin luôn nha. Mình không có chơi bô đội các bạn. Có cả hai cái thắng luôn nè. Hai thắng đẻ luôn. Để mình xem là nó có thắng ABS hay là không nha các bạn. Hình như thắng sau không có các bạn ơi. Ờ, thắng trước không thấy nè. Mình nghĩ cái này là do bản mod thôi các bạn. À, thắng trước có các bạn ơi, thắng trước có bên đây nè. Bên đây có thắng ABS nè. Thắng ABS là cái vòng tròn màu đen mà nó có răng các bạn. Đó. Rồi Kelly, chúng ta sẽ cùng nhau đi phượt nha. Lên đầu các kiểu luôn các bạn. Đó.
Chạy ngoài đường cao tốc phải lên đầu chứ. Bây giờ mình sẽ chơi góc nhìn thứ nhất luôn nha, làm giống như là trong phim nha các bạn. Mà công nhận thằng Chrono nè, nó mặc cái áo khoác này đúng đẹp luôn các bạn. Nó ngồi lên là hai bên áo khoác đưa ra ha, nhìn giống y chang như là Batman luôn. Đó, góc nhìn thứ nhất nè các bạn ơi. Mặc đồng hồ sao không lên số luôn. Chán ghê luôn các bạn. Đây là cái bản mod relay á, nên nó làm không có chi tiết ha. Chủ yếu là về cái bề ngoài là chiếc Kawasaki Z1000 thôi, chứ bộ máy vẫn là những con xe trong game GTA 5 ha. Nên cái mặt kim đồng hồ nó không hiển thị được các bạn. Đó, bây giờ đánh võng cái kiểu nè. Ồ, hồi nãy mình tính đạp rồi các bạn. Mình thấy xe mô tô là mình tính đạp rồi đó. Mà mình quên. Đạp một phát một là Kelly té ngã sấp mặt luôn các bạn ơi. Nên thôi, mình không đạp đâu. Mình sẽ chạy xe bình thường vậy ha. Ồ, lách đánh võng nè. Đánh võng nè, lạng lách các kiểu nè, đánh võng nè. Ôi, ôi trời. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đây. Mà chạy đã lắm các bạn ơi. Chạy ngon lắm, chạy ngon lắm. Ui da trời. Ê, ê. Để chút ra đến đây có tiệm tạp hóa các bạn, mình sẽ vô mình mua đồ nha, mình sẽ hỏi thăm. Ôi, trời, xe container. Xém xíu đắp chiếu hai chiếu rồi các bạn ơi. Ở lộn, đắp chiếu hai đứa rồi. Mà cũng đúng rồi các bạn, đắp hai chiếu hai đứa. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi về bằng đường quê đã các bạn. Mình cũng quên checkpoint ha, bởi vì nó có khá là nhiều đường luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào đây mình mua đồ đi. Cái bản này của mình nó mắc cái tiệm tạp hóa rồi ta. Ở đây cũng có tiệm tạp hóa này các bạn. Bây giờ mình sẽ lại đây mình mua đồ quá, xong rồi mình sẽ đi phượt lên đằng này các bạn ơi. Ok, như vậy đi. Hồi nãy mình tính đi vào miền quê mà thôi khỏi đi các bạn. Đi vào miền quê rồi mình phải quanh qua cái đồ bên kia nữa, nó mất khá là nhiều thời gian luôn. Nên thôi, mình đi vậy đi. Cho nó ổn định ha. Mà mình sao mình thấy cái lốp ở đằng sau nó hơi nhỏ các bạn ơi. Đó, đúng không? Các bạn thấy cái lốp đằng sau nó hơi nhỏ đúng không? Chứ thông thường mình nhớ là mấy con Z1000 là cái lốp bự lắm luôn á. Mà sao không biết cái lớp nó nhỏ xíu à. Nè, lên đầu, lên đầu. Ôi. Lên đầu, lên đầu. Ôi, ấy da trời ơi. Ngã rồi. Anh trai ơi, ngồi trong xe có sao không vậy? Anh trai ngồi trong xe có sao không? Chạy mất tiêu rồi. Hên cho đó nha, hên cho đó nha. Rồi Kelly lên xe nè. Cầm cái búa nhìn ngầu quá các bạn. Cái búa này cho trong online kêu bằng búa quanh hit nha. Bởi vì những loại vũ khí khác á, khi mà mình đánh á, nó sẽ mất máu theo phần trăm các bạn, nó tụt xuống từ từ. Còn cái búa này có một phát một là lên đè luôn, kêu bằng búa quanh hit nha. Ấy, ôi, xém xíu mình đạp rồi các bạn ơi. Rồi xong phi luôn, cái bản mod nó lỗi rồi các bạn. Thôi như vậy đi, bây giờ mình cũng đâu có trong thành phố đâu, nên khỏi cần đập ai đi các bạn. Đôi khi mình bấm nhầm 2-3 bản mod á, nó sẽ bị lỗi ha. Vậy đi cũng được, không sao. Rồi, đến đoạn này thì làm sao quên gì miền quê đây ta. Hình như là ở phía trước có một đường quẹo các bạn. À đúng rồi. Mình tưởng đó là mình chạy lóc qua đoạn đó rồi chứ. Ok, bo cua này các bạn. Bo cua thần thánh nè. Đó. Ui. Bo cua thần thánh á. Đi đâu vậy. Cứu bo cua thần thánh đi vào lòng đất nha các bạn. Đến đây chạy bay nè các bạn. Đó. Z1000 mà. Đồ với giá 1000 hả? Ôi cái hàng rào. Trời. Chạy vô đống ruộng của ta các bạn. Bò nè, mấy em bò nè. Chạy ủi banh đồ của ta luôn. À. Ôi. Giá 1000 là dáng nó cũng dạng như off-road các bạn, đi off-road được ha. Nên chạy phải nói là ban thoải mái luôn, muốn đụng đâu thì đụng. Banh hết ruộng của ta luôn rồi. Ok, phía bên đây có một cái tiệm tạp hóa này các bạn. Mình sẽ vào đây mình mua đồ nha. Ủa đường này vào được không? Ui. Đường khá là nhỏ luôn các bạn, nhưng mà mình lăn lách được. Có chỗ bán trái cây luôn. À. Nhưng mà không thấy người bán trái cây các bạn ơi. Có chỗ bán trái cây ha, nhưng mà anh trai đốt rồi hay sao á, không thấy ai bán hết. Trong đây thì có một anh trai đang bán đồ nữa các bạn. Rồi. Em chào anh trai nha, bán đồ cho em đi. Sao mà vũ khí nhiều dữ vậy? À bánh nè. Không được luôn. Ơ, không được luôn ta. Bây giờ mình sẽ thử uống nước ngọt nha các bạn. Rồi, xong phim luôn. Ơ, à, được. À, nhân vật Chrono uống nước ngọt nè các bạn. Đó, làm một phát nè. Thêm lon nữa nha. Làm hai lon các bạn ơi, đường xa mà. Làm hai lon đi. Sẵn khoái tinh thần. Nhảy đi phượt nó mới đã được. Đó, làm lon nữa.
Ngon lành luôn, ngon lành luôn. Rồi anh trai, đưa tiền đây cho em nhanh lên, đưa tiền ra đây nhanh lên. Móc tiền ra, đừng nói năng gì hết. Kelly vô giúp, Kelly cầm búa kìa, vô giúp nhanh lên. Anh trai, trời ơi, lấy tiền thì lấy tiền đi, nhìn mình làm gì, nhìn mình làm gì, bắn một phát bây giờ nè. Một chút nữa mình sẽ bắn một phát ngay tay nha các bạn. Cái tội chậm chạp nè, cái tội chậm chạp nè, một phát một thôi. Ôi Kelly lại dứt luôn đó. Các bạn thấy Kelly hổ báo chưa? Rồi ok, lên xe thôi Kelly ơi, lên xe thôi Kelly ơi. Như vậy đi các bạn, như vậy đi. Anh chủ tiềm tục quá, lần nào cũng bị mình ăn hiếp á các bạn. Cứ lỡ thấy là mình đánh, cứ lỡ thấy là mình đánh à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiến đi phượt nha các bạn. Ở chỗ này nó có một cái đoạn đi lên nè, mình sẽ chọn đoạn này nha. Rồi một chút nữa xuống thì mình sẽ đi bằng đoạn bên kia, đi hai ba đoạn đi các bạn. Ui, chạy được một trăm mấy nha, chạy được trăm mấy đó các bạn, nhưng mà chưa lên hết số. Số 4 là lên được đâu đó tầm trăm rưỡi rồi, trăm rưỡi hay là trăm sáu gì đó. Mình nghĩ nếu như lên số 6 nó có thể lên được 200 mấy 300 luôn á. Ôi lộn đường hả ta? Ôi lộn đường rồi các bạn ơi, cái GPS này nó chỉ đường đúng chán luôn á. Cái đoạn vậy mà các bạn nhìn xuống bắt đầu minimap kìa, nó chỉ đường. Các bạn thấy không? Chỉ đường rồi ơi, kỳ cục ghê luôn á. Cái này mà đi xe ô tô là xong phim rồi các bạn. Đi mấy con SUV là cũng toang luôn. Chán cái bản đồ GPS ghê á. À con báo hả? Báo nè, báo nè. Mình không bắn nó là thế nào nó cũng đuổi theo mình, nó cắn mình nè các bạn. Nên mình phải thủ trước mọi trường hợp ha. Nè, báo nữa nè, báo nữa nè. Nó hay cắn mình lắm, mình ghét lắm các bạn ơi. Ui, thôi rớt nha. Đừng có rớt, đừng có rớt mà, đừng có rớt mà. Ok, lên đây thì ổn định rồi các bạn. Đó, cái đoạn này chạy ngon nè. Ôi, ôi, ôi. Bay luôn, bay luôn, bay luôn. Đúng rồi. Bây giờ là dân chơi không sợ mưa rơi các bạn. Ban thoải mái luôn. Chạy không có sợ đâu. Lên chỗ kia mình thấy có một cái đoạn để làm highlight kìa, một cái cục đá khá là to luôn. Để mình chạy lên thử ha. Đây rồi, đôi giày. Nào, nào, qua lên, qua lên, qua lên, qua lên, qua lên, qua lên. Chở hai người nhưng máy rất là khỏe luôn các bạn. Ngon lành lắm, ngon lành lắm. Đó. Kelly ngoài sao bấm chắc nha. Để chút nữa sau khi đi vượt xong các bạn, mình sẽ xuống chỗ kia mình kiếm chỉ người ta ha, để cho Kelly đến người các bạn. Kelly cầm cái búa one hit, đụng ai là giết người đó, đụng ai là giết người đó. Rồi, ngon lành nè, ngon lành nè. Ôi. Chỗ này không thấy đường chạy luôn các bạn ơi. Dốc quá, dốc quá, dốc quá. À, phải như vậy chứ, phải như vậy chứ. Khá là ok luôn. Ôi, ôi, ôi. Từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Bình tĩnh, tự tin và không gây cú nha các bạn. Chỗ này mà hấp tấp quá là xong phim đó. Ơi, hình như là mình chạy qua ngã ba rồi. Ồ, các bạn nhìn kìa. Biển đẹp ghê chưa? Ôi, đường chân trời các bạn. Đẹp quá, đẹp quá. Biển thì trong xanh luôn nha. Phía bên kia thì ngọn núi ma các bạn. Ngọn núi ma thì nó chỉ cao bằng nửa ngọn núi này thôi. Ngọn núi này thì nó khá là cao luôn nha. Đó các bạn, phía bên kia là ngọn núi ma kìa. Mình đi phượt, mình phá láng lên lên rõ luôn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thẳng tiến lên trên đỉnh núi Chi Lá đó các bạn. Thì hồi nãy mình chạy ngang qua đoạn ngã ba rồi. Đến đoạn ngã ba đó hình như là được nửa đường rồi các bạn. Bây giờ lên đến đây thì ngon nè. Rồi, sói. Con sói thì mình tha các bạn, bởi vì con sói nó khá là hiền luôn, nó không giống là con báo đâu. Con báo thì nó hổ báo nhiều cái mình lắm, nó hay cắn lén lắm các bạn. Mình làm nhiệm vụ cốt truyện hay là mình chơi online á, mà mình mê săn á, ở phía sau nó cào tới rồi xong phi luôn. Một khi mà nó đã cào được mình rồi á là mình không có dậy được đâu, nó cắn mình liên tục luôn các bạn đó. Ô, không được, không được đâu các bạn ơi. Mình tính đạp ha, mà mình quên cái bản mod của mình nó bị lỗi rồi. Đây các bạn, chỗ này là đỉnh núi Chi Lát nè, ngọn núi cao nhất trong GTA 5 luôn. Phía bên kia là thành phố ha. Đứng từ trên đây thì các bạn có thể thấy thành phố luôn nè. Gì vậy, chụp hình? Ai cho chụp hình? Ui, đụng một phát ngọt quay mấy chục vòng luôn. Ai cho chụp hình? Ủa, muốn chụp hình tôi là chụp hình hay sao? Muốn chụp hình tôi là chụp hình sao? Ơi, dướng cái gì vậy, dướng cái gì vậy? Nào, quanh ra, quanh ra, quanh ra, quanh ra. Ở chụp hình nữa, chụp hình nữa nè, chụp hình nữa nè. Ai cho chụp hình?
Ủa từ nào bây giờ chưa thấy nhân vật trong Wi-Fi xuất hiện trong GTA 5 hay là sao? Đứng ở đó mà chụp hình với mình. Đứng ở đó mà chụp hình với mình ha. Rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ xuống núi nha. Ôi ôi ôi, từ từ thôi, từ từ thôi. À, rớt nào. Con báo, ôi. Báo với mình nè. Chạy được thì chạy đi ha. Thôi lựu đạn đó các bạn. Ôi. Rồi rồi, đừng nào, quay lên. Ôi. Mình lỡ nhích ga nhẹ một phát đó các bạn ơi. Nhảy sang bên kia luôn. Xem chút xíu là té xuống dưới rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống núi nha các bạn. Đó. Ngon lành. Ôi. Chỗ này cua nhiều hơn là cái đoạn hồi nãy sao các bạn? Bây giờ mình mới để ý nè. Hình như là cái đoạn bên đây á, cua nhiều hơn đoạn bên kia nha. Đoạn bên kia thì nó khá là thẳng luôn. Còn bên đây toàn là cua không à. Chạy không cẩn thận là dễ bay xuống núi lắm. Nào. Tăng tốc hết ga luôn. Ôi con sói. Né là sói ấy. Khúc mà mình chạy xuống các bạn, bẻ tay lái khó lắm. Rồi mấy em sói ơi, né qua một bên nha. Đừng có để mình đụng mà. Vãi cho mấy em sói. Ôi. Cái gì vậy? Các bạn những bản đồ GPS kìa. Ôi. Cái đoạn nó đúng luật tình luôn các bạn. Mình không để ý xem chút xíu là cái bánh xe vô đầu bà chị kia rồi. Trời ơi, chán ghê luôn. Nào, bay xuống. Ôi con báo. Báo với mình nè. Kelly đưa nó tới thói các bạn. Đó. Các bạn nhìn Kelly đưa nó tới thói kìa. Con báo nó chết rồi Kelly ơi. Giờ ngón tay thói làm gì? Ui. Con báo nó lên đè rồi các bạn. Vậy mà Kelly vẫn còn giữ ngón tay thói ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào xưởng gỗ để cho Kelly đi đánh nhau nha các bạn. Đoạn này đi được đi ta. Rồi ok. Đi bằng đoạn này nha các bạn. Kelly giữ ngón tay thói. Vãi chưa? Hu nè, hu. Né ra hu. Mình nên đụng em hu các bạn. Nhưng mà hu né hay quá. Nè hu nè. Đụng hai con luôn. Có sao không? Rồi xong phim luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm món hu thui nha. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến Gmi Vlog. Và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện món hu thui. Hu thui nè bên kia nữa. Hu thui nè. Chảy đèn thui con hu luôn. Rồi các bạn, bây giờ chúng ta là xuống xưởng gỗ rồi nè. Mình sẽ lại đằng đây và mình cho mấy anh trai nè. Bây giờ em chào mấy anh nha. Mấy anh ơi, bây giờ cho em vô xưởng gỗ em đi tham quan được không? Em chào mấy anh. Ôi mấy ông chú này mình nhớ thông thường giang hồ lắm mà ta. Mấy ông chú ơi, cho con vô tham quan xưởng gỗ nha. Chạy rồi các bạn. Ôi ơi, sao toàn là vũ khí không vậy? Tay không đâu, hỏi thăm ông chú nào. Ông chú ơi, đứng yên ông chú. Đứng yên giùm con cái ông chú. Ôi, sao ông chú này hèn vậy ta? Mình nhớ là thông thường trong đây các bạn mọi người hổ báo lắm luôn á. Mà sao ngày hôm nay ông chú hiền vậy? Đụng ông chú nhưng mà ông chú không nói gì đó luôn. Đánh ông chú mà ông chú còn chạy nữa. Em chào anh trai nha. Ôi. Các bạn coi nè. Xỉu cái tướng đúng xấu luôn á. Mình đạm phát một cái mặt. Đập vào tường xỉu rồi các bạn. Rồi Kelly lên xe đi Kelly ơi. Khu này hết vui rồi. Xưởng gỗ ngày hôm nay toàn mấy người hiền thôi các bạn ơi. Mình thích giỡn với mấy anh trai hổ báo lắm. Mà ngày hôm nay toàn mấy người hiền không à. Mấy ông chú đang ăn bánh mì kìa. Rồi anh trai ơi. Rồi đánh em đi. Em cho tiền luôn á. Đánh em đi. Đúng rồi. Xuống xe này các bạn. Chuẩn bị đánh nhau nè. Kelly. Cái rìu one hit đâu. Rìu one hit. Một phát mà thôi các bạn. Đó không sống rồi đâu. Cái rìu one hit này ghê lắm. Lên đề rồi các bạn. Lên đề rồi. Ngày hôm nay xưởng gỗ này chán vậy ta. Toàn là mấy người hiền thôi các bạn. Ok bây giờ mình sẽ đi xuống kia đi. Ngày hôm nay xưởng gỗ chán quá. Toàn là mấy người hiền không à. Ui. Mình nhớ thông thường ở đây á mọi người giang hồ lắm nha. Đụng một cái là mọi người quánh à. Nè. Báo nè. Hu mình đụng còn linh đề đúng không? Chỉ là báo. Này thì báo với hu. Ui. Trời ơi. Vãi chưa Kelly hết ta. Đụng một phát một ơi. Hai đứa ngã sắp mặt luôn các bạn ơi. Rồi Kelly lên xe nè. Đụng một phát một. Hai đứa nhảy lên trời luôn các bạn. Ai chưa. Bây giờ mình sẽ đi vào đây và kiếm mọi người cho nha các bạn.
Ôi con hưu nó chạy xém xíu nó bị xe đụng rồi. Trong đây là mấy con hưu cũng nguy hiểm đó các bạn. Nhiều khi đang chạy nè, con hưu nó chạy tông ra ngoài, vậy thì mình dễ bị té lắm nha. Còn mình đụng hưu thì không sao, chứ hưu đụng mình là mình dễ bị ngã lắm. Đây. Ok, giờ mình sẽ lỗi các bạn nha. Lúc nãy lắc quá nó giật kích mình ra ngoài rồi các bạn ơi. Hồi nãy hình như là mình nói đến cái đoạn là The Hen House, là ngay chỗ khu nhà này giống như là quán bar hay các bạn. Mọi người trong đây chịu chơi lắm nha, nhưng mà toàn là mấy người lớn tuổi thôi. Đó, giống như là ông chú ấy nè. Rồi chú ơi, con chào chú nha. Kelly có kia búa báu giặt các bạn ơi. Ông chú ơi, con chào ông chú nha. Sao ông chú? Con chào ông chú mà. Đó, các bạn thấy mọi người ở đây hung dữ ghê chưa? Gì vậy anh trai? Ông chú? Anh trai ơi, cứu em với anh trai. Người ta đánh em kìa. Ui, anh trai đánh em luôn hả? Trời ơi, mọi người hung dữ vậy. Anh trai, cứu em với. Ơi, đánh mình các bạn ơi. Đánh mình nè, đánh mình nè. Ông chú. Ông chú chạy đâu, ông chú chạy đâu. Kelly giết Kelly, giết Kelly. Nè 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 nè, có mọi người nè. Trời ơi. Lấy cây búa bố giặt ra, phang vào đầu một phát rồi các bạn ơi, lên đè luôn. Cái búa này nó ghê lắm. Đó, dám đùa với mình hả? Dám đùa với mình. Ê, trời 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 trời, mình quên chứ. Đập ở đâu không đập các bạn. Đập ngay nắp combo, đụng mình là đúng rồi. Khu nhà này toàn là dân hồ hả các bạn. Buổi tối kìa đẹp lắm. Để mình chỉ buổi tối các bạn xem ha. Đó. Ơi đụng ai vậy? Ôi hết hồn, mình tưởng nó là đụng Kelly của mình chứ. Đó bạn thấy không? À, Panaylook à. Đó đẹp ghê vậy các bạn. Sáng trưng luôn nha. Cái gì mà điện thoại sát thủ ngầm hoài vậy ta? Ngày hôm nay mình không làm sát thủ ngầm đâu. Ngày hôm nay mình đi phượt mà. Điện thoại đó rồi, điện thoại đó rồi. Điện thoại với mình nè, điện thoại với mình nè, bắn một phát thôi các bạn. Banh cái chuông luôn. Bên kia có bên tài tế kìa. Nè Kelly ơi, đi đến nhau Kelly ơi. Rèn luyện cho Kelly một vài kỹ năng các bạn. Có gì mốt mình rủ Kelly đi cướp cho nó dễ ha. Rồi. Ơi mấy anh trai đừng có chạy. Em đang bệnh nè. Ngã sắp mặt luôn các bạn. Anh trai ơi, anh trai. Rồi Kelly dứt Kelly. Kelly dứt cái búa giặt. Cây búa báu giặt nè. Ui cái gì vậy? Sao không trúng? Đó, một phái một thôi lên đè. Anh trai đùa với em nè, anh trai đùa với em nè. Ơi, đằng đó anh sao đánh nhau vậy? Các bạn coi nè. Tự nhiên hai người đụng nhau xong rồi đánh luôn. Trời ơi. Xong phi đã người ta đai rồi còn đánh người ta nữa, đã người ta đai rồi còn đó đánh người ta nữa. Khu này mọi người dân hồ lắm các bạn ơi. Kìa. Mình thấy có ông chú đang bấm điện thoại. Con chào ông chú nha. Ngã sắp mặt luôn các bạn. Con chào ông chú nha. Ui, ông chú giang hồ nè. Ông chú giang hồ nè. Em chào anh trai nha. Nhảy mà hai người đụng nhau té cho đúng hài luôn các bạn. Ôi, mình quên chứ, để mình lấy ra con Z ngàn của mình các bạn ơi. Party 2. Mình relay nha các bạn. Cái mẫu xe gấp là mẫu party nha. Cái này mình relay. Ôi, màu đen nè các bạn. Màu đen cũng đẹp quá ha. Nhưng mà rất tiếc bản mod này các bạn ơi. Cái lock mic của nó đó là màu đen bóng ha. Mình thích màu đen mờ hơn. Để mình chỉnh lại cho nó nước sơn đen mờ các bạn. Chạy như vậy chơi nó mới giữ. Chắc chơi người chơi mà. Rồi color. Đây các bạn, đen mờ nè. Nhưng mà tự nhiên nó có cái lock mic màu đen bóng ha. Đây các bạn, giống như là nó có mạng chrome vậy. Nhìn nó không có đẹp các bạn ơi. Đây, màu xanh bơ, xanh bơ mờ nha các bạn. À phía bên đây mấy anh trai đang làm việc này các bạn. Em chào anh trai nha. Cái bản mod hết lỗi rồi các bạn ơi. Sau khi mình thoát ra mình vào lại á, nó hết lỗi rồi ha. Em chào anh trai nha. Ui trời ơi, cái gì vậy? Sao tự nhiên tới chỗ này lắc dữ vậy ta? Nó hay lắc nè các bạn ơi, nó hay lắc nè. Em chào anh trai nha. Đập một phát một dính dách lên xe bán tải luôn các bạn. Rồi, ông chú nhìn ai? Ông chú nhìn ai? Ơ, đã không được ta. Nhưng mà bây giờ mình thấy hình như là có Kelly ngoài xa các bạn. Mình đạp vẫn được ha. Kelly không bị té nè. Chứ hồi nãy Kelly té mấy lần, nhìn tội nghiệp Kelly ghê luôn. Tình tội nghiệp ghê luôn. Đạp sao mà dính vô tường luôn các bạn. Bỏ chạy rồi, bỏ chạy rồi. Nào ông chú. Ông chú chạy đâu vậy? Ông chú chạy đâu vậy? Ông chú chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Đụng té sắp mặt luôn các bạn. Chạy đâu vậy? Ui, đạp một phát một xe container đụng luôn. Lên đè luôn các bạn, lên đè luôn rồi.
Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại ngay chỗ quán bar đó mình cho một lần nữa ha. Xong rồi mình sẽ kết thúc video luôn các bạn. Đang chơi vui mà. Ôi. Con chào ông chú nha, con chào ông chú nha. Sao mọi người? Sao anh? Em chỉ đứng đây em chơi thôi mà, có gì đâu. Trời ơi các bạn coi kìa. Đó. Sao? Trời, gọi cảnh sát. Sao gọi cảnh sát chứ vậy? Này thì đánh mình nè, sung hả? Sung hả? Sung hả? Hồi nãy gọi cảnh sát đúng không? Gọi cảnh sát đúng không? Gọi cảnh sát đúng không? Đây các bạn. Gọi cảnh sát nè. Rồi cái ly dứt. Ơi. Góc nó bị lắc hay sao rồi các bạn ơi, nó bị lắc rồi. Ơi nó chớp chớp liên tục kìa. Thôi, mình đi ra khỏi chỗ này đi các bạn ơi. Nó bị lắc rồi. Nó chớp chớp liên tục vậy là có thể kích mình ra ngoài đó. Thôi 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 nguy hiểm quá các bạn. Trời ơi. Rồi, cái lý này với mình nè. Mình nhớ chỗ này như cũng có mấy người đó các bạn. Ơ, đâu mất tiêu rồi. Chỗ này nó là một cái trạm sửa xe nha. Mình vào đây mình có thể đậu xe được các bạn. Đây chỗ này nè, đậu xe được nha. À, có anh trai đang đứng bấm điện thoại đúng không? Đang đứng bấm điện thoại đúng không? Bán trái cây nè. Bán trái cây nè. Kelly, rèn luyện kỹ năng đi. Đúng rồi, chỉ một phát một hết sọt luôn. Rồi, giờ mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video đây thôi ha. Nếu như lần sau các bạn thích mình chơi nhân vật Chrono và Kelly nữa thì các bạn của mình ở dưới nha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh với. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.